Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sao Online Duy Góc bên em sẽ review một bộ sản phẩm súng phun khói khử mùi đa năng có đèn LED E688. Đây, hộp và bộ phụ kiện của máy. Bên ngoài của hộp máy, đây là sản phẩm của chúng tôi. Rồi một bình chứa đựng và giấy hướng dẫn sử dụng ở bên trong. Vui lòng bỏ qua bên luôn. Thì hiện tại đây là sản phẩm của chúng ta, súng phun khói khử mùi đa năng có đèn LED. Cấu tạo bên ngoài của máy gồm bộ phận đèn LED ở bên ngoài và một hộp đựng dung dịch và một cái đầu hút ở bên trong của dung dịch. Đây, nắp của chúng ta và sản phẩm đây được kết nối bởi một thanh gai vặn vào bên trong, nhìn rất là bắt mắt và tiện khi chúng ta di chuyển đi lại. Về bên ngoài của máy thì gồm một công tắc nguồn và một nút để chúng ta điều chỉnh được công suất của máy. Máy này thì thường sử dụng trong nhà và trong xe ô tô, những nơi mà có mùi cảm giác khó chịu khiến cho chúng ta không được thoải mái. Máy này thì sử dụng kèm với dung dịch, bên shop bên mình cũng có bán nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm thì mình sẽ để đường link sản phẩm ở bên dưới luôn. Về cấu tạo bên ngoài của máy thì gồm nhựa cứng ở bên ngoài, thân máy có đế để khi chúng ta cầm cho êm tay, vuông góc khi chúng ta cử động và xịt cái lượng khói ra. Rồi, chúng ta bước vào, đi thẳng vào vấn đề cho máy hoạt động luôn nhé. Sử dụng nguồn điện 220V và công suất tải ra là 1200W. Đây là công tắc nguồn của máy, chúng ta vui lòng bật lên. Đấy, hiện tại công tắc đã chuyển sang màu đỏ. Thì dung dịch này bên shop đã bỏ vô sẵn rồi, nên khi các bạn về các bạn cũng bỏ vô và bắt đầu bật công tắc nguồn lên là máy bắt đầu hoạt động. Và đợi khi nào đầu đốt nóng phía trước của máy nóng lên và bắt đầu khói bắt đầu nhẹ ra thì chúng ta bắt đầu điều chỉnh công suất lên. Đấy, khói bắt đầu ra. Rồi, chúng ta điều chỉnh công suất. Bây giờ khói đã bắt đầu phun ra nhiều, đầu đèn LED cũng đã sáng lên. Lượng khói phun ra rất là nhiều. Về các dòng máy thì tôi đánh giá dòng máy súng phun khói khử mùi đa năng có đèn LED này nhỏ gọn và tiện lợi khi chúng ta cầm và phun xịt, rất là tiện. Nếu các bạn quan tâm tới sản phẩm này thì vui lòng bấm vào đường link bên dưới nhé. Tôi có để đường link bên dưới, các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem hết video.